Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Một bi kịch gia đình đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thay vì mang cảm giác tội lỗi vì đã ngoại tình, thì người đàn ông trong vụ việc sau đã sát hại luôn người vợ tần tảo của mình. Mà điều đáng kinh bỉ nhất chính là hắn ta đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của đứa con nhỏ. Vậy chi tiết vụ việc ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 5 tháng 3, cả vùng rừng núi phía Tây Thanh Hóa bỗng dậy sóng khi hay tin có một vụ án mạng đau lòng xảy ra tại thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. Người dân ở đây vốn chân chất, thật thà, không hay nghĩ chuyện thị phi, đã kinh hoàng khi hay tin vùng quê yên ả của họ lại xảy ra vụ án động trời như vậy. Nhớ lại buổi sáng hôm ấy, bà Đoàn Thị Nguyên ở thôn Thành Thắng, xã Luận Thành kể lại. Lúc đó là gần trưa, mẹ con tôi đã ăn cơm thì thấy có tiếng la thất thanh trên nhà chú Tài. Khi tôi và con trai chạy lên thì trên đó đã có mấy người. Cô Hòa đã cứng ngắc, trên miệng thấy có rất nhiều bọt. Còn chú Tài thì không ngừng gào khóc bên thi thể cô Hòa. Bà Nguyên đã lấy hai chiếc khăn để lau bọt mép và nước mắt còn vương lại trên mặt nạn nhân. Khi lau thì phát hiện chân tay bị hằn vệt cháy xém do điện giật. Đáng nói, tiếng khóc lóc thảm thiết của Tài khiến cho những người ở đây chứng kiến hình dung ra chuyện đứa con trai làm hở điện dẫn đến chị Hòa bị điện giật chết. Sau khi xuống hiện trường, nắm sơ bộ sự việc qua khám nghiệm ban đầu và tử thi nạn nhân, công an đã xác định cái chết của chị Hòa do bị ngạt, cổ tay và chân trái có vết thương do chập điện gây ra. Các điều tra viên đã nhanh chóng điều tra theo hai hướng, đã là chị Hòa tự tử hoặc người chồng đã sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả. Người có thể trả lời chính xác một trong hai giả thiết không ai khác chính là Nghiêm Công Tài, chồng của nạn nhân và là xã đội trưởng xã Luận Thành. Trong con mắt người dân nơi đây, gia đình Tài là gia đình gương mẫu, vợ chồng thuận hòa, hai con trai ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, siêng năng ruộng vườn nên kinh tế không quá khó khăn. Theo Công an huyện Thường Xuân cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn miền núi. Nếu không được điều tra làm rõ nhanh, sẽ gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, lãnh đạo cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Thường Xuân chỉ đạo phải điều tra sớm, làm rõ về nguyên nhân vụ án. Qua công tác điều tra, từ nhiều năm nay vợ chồng Tài thường xuyên cãi cọ nhau vì một lần chị Hoa tình cờ bắt gặp trong túi áo chồng có lá thư người hàng xóm là chị Nguyễn Thị Oanh viết cho Tài. Nội dung thư đề cập việc chị Oanh và Tài nên chấm dứt mối quan hệ bất chính bấy lâu giữa hai người. Dù khi đó đã chấp nhận lời chồng giải thích và cuộc sống sau đó diễn ra bình thường, nhưng sự ghen tuông vẫn âm ỉ trong lòng chị Hoa. Lâu ngày, chị Hoa lại đem ra chỉ trích và có những lời xúc phạm đến Tài. Theo lời khai ban đầu của Nghiêm Công Tài, sáng ngày 5 tháng 3, Tài ra ngoài về thì chị Hoa lại chửi mắng thậm tệ. Sau khi cả hai lao vào giằng co thì Tài đã vớ được cái khăn gần đó và siết cổ vợ. Ít phút sau, chị Hoa ngã xuống nền nhà thì cả hai dừng lại cuộc ẩu đả. Cơ quan điều tra đã xác định Tài là nghi can số 1. Thế nhưng trong quá trình điều tra phá án, Công an Thanh Hóa gặp vô vàn khó khăn do Tài phủ nhận hoàn toàn và núp dưới cái bóng ngoại phạm. Mãi sau khi thu thập toàn bộ tài liệu chứng minh thì Tài mới chịu cúi đầu nhận tội. Tài là xã đội trưởng xã Luận Thành. Trên cơ quan, Tài được đánh giá là một cán bộ ham học hỏi, nhiệt tình với công việc, có lúc được tín nhiệm bầu vào đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Nói về hiểu biết pháp luật thì Tài nắm rõ, thậm chí là rất rõ. Tài đã vận dụng mọi hiểu biết tinh ranh của mình để qua mắt lực lượng điều tra sau khi gây tội ác. Hắn đã dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng mọi người, rằng vợ mình tự tử, thậm chí hô hoán chính con là người vô tình đưa mẹ đến chỗ chết. Kiên trì, mềm mỏng nhưng quyết liệt, cùng các chứng cứ không thể chối cãi, các điều tra viên đã bóc trần sự lì lợm, xảo trá của Tài. Cuối cùng, hắn phải thừa nhận chính mình đã siết cổ và dí điện vào người vợ đến chết. Theo đó, sáng ngày 5 tháng 3, sau khi ăn sáng về, Tài vào nhà lấy đồ đi đám cưới người ở thôn. Sẵn ghen tuông trong lòng, chị Hoa sinh nghi và lên tiếng trách móc chồng. Tài nghiến răng quát lại, nhưng chị Hoa vẫn chửi mắng. Tiếp đến, Tài tát vợ một cái, dẫn đến đôi bên giằng co nhau. Tài vớ lấy chiếc khăn len đang treo, quàng qua cổ vợ và siết chặt đến khi chị Hoa ngã xuống nền nhà. Thấy vợ mình nằm im bất động, Tài đưa lên giường trong buồng làm hô hấp nhân tạo. Khoảng vài phút không thấy vợ tỉnh, sờ vào mũi không còn hơi thở, Tài nghĩ vợ đã chết. Sau đó y dùng dây thép trần loại 1 ly quấn quanh người nạn nhân, sau đó cắm vào ổ điện để tạo hiện trường giả vợ bị điện giật chết. Sau đó Tài bỏ đi ăn đám cưới trong thôn. Hạnh phúc gia đình vốn bền chặt nhưng cũng rất mong manh do người chồng không chung thủy hoặc người vợ không tinh tế. Nhẫn tâm ra tay sát hại người đầu ấp Tài gối, Tài không những trả giá cho tội ác bằng hình phạt tù 14 năm mà suốt cuộc đời còn lại của y cũng sẽ sống trong sự ân hận dày vò. Nhưng đau đớn hơn cả vẫn là sự tổn thương của những đứa con.
Nếu ta biết kỹ đến con sớm hơn thì những chuyện đau lòng và bi kịch gia đình đã không xảy ra. Tiếp theo là vụ việc người phụ nữ bị thiêu xác trên chính nương ngô của gia đình. Chi tiết vụ việc ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Bản Lưng, xã Chiền An là một vùng đất xa xôi, hẻo lánh và khó khăn bậc nhất thuộc địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Dân cư nơi đây quanh năm chỉ sống nhờ vào ruộng nương và chăn nuôi gia súc. Vì vậy, cuộc sống trôi đi trong yên bình, trầm lặng. Cho tới một ngày đầu năm, không gian tĩnh mịch đó bỗng chốc bị phá vỡ bởi một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Theo hồ sơ tư liệu, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 24 tháng 2, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an huyện Sông Mã về việc 19 giờ cùng ngày, sau khi dập tắt đám cháy trên lán nương của gia đình ông Tòng Văn Xiến ở khu đồi Hủy Bao thuộc Bản Lưng, xã Chiền An, huyện Sông Mã, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ bị cháy đen. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân là chị Lường Thị Thanh, sinh năm 1984, con dâu ông Xiến. Theo thông tin từ người thân nạn nhân cung cấp, chiều ngày 24 tháng 2, chị Thanh đi xe máy từ nhà lên lán nương của gia đình để nấu cám lợn và cho gà ăn. Từ lúc đó đến khi phát hiện đám cháy, gia đình không thấy chị Thanh về nhà. Công tác khám nghiệm hiện trường tử thi được cơ quan điều tra khẩn trương triển khai. Bên ngoài lán nương không xa, công an tìm thấy chiếc điện thoại di động cùng chiếc quần lửng màu hồng của chị Thanh. Thi thể nạn nhân đã bị cháy đen, tại vùng chẩm gáy phát hiện hai vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Tài sản trên người chị Thanh như đôi vòng tay vàng, vòng bạc đeo cổ, trâm cài tóc bằng bạc không bị mất. Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường, bước đầu công an nhận định đây là vụ án có dấu hiệu của tội phạm giết người, hiếp dâm, sau đó đối tượng đốt xác để phi tang. Trước tính chất phức tạp của vụ án, công an tỉnh Sơn La đã lập chuyên án mang bí số 3158M để đấu tranh làm rõ. Do địa bàn nơi xảy ra vụ án thuộc vùng sâu vùng xa nên công tác đấu tranh truy tìm hung thủ của cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Một mặt công an tiến hành khoanh vùng các đối tượng tình nghi, mặt khác vận động quần chúng nhân dân phối hợp tố giác tội phạm. Bằng việc kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được nghi phạm gây án là Lường Văn Cẩm, sinh năm 1995, trú tại bản Ten, xã Chiền An, huyện Sông Mã. Ngày 2 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Cẩm về hành vi giết người, hiếp dâm. Tại cơ quan điều tra, trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi, Cẩm đã phải cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai, khoảng 15 giờ ngày 24 tháng 2, Cẩm đi tìm con bò thả rông bị lạc tại khu vực giáp ranh giữa bản Ten và bản Co Tông, xã Chiền An. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Cẩm đến khu vực Hủy Bao gần lán nương của gia đình ông Xiển. Tại đây, đối tượng nhìn thấy trong lán nương chỉ có một mình chị Thanh đang nấu cám lợn. Xung quanh vắng người nên nảy sinh ý đồ đen tối. Lợi dụng lúc chị Thanh sơ hở, Cẩm dùng chiếc cuốc đập vào đầu và vùng gáy khiến nạn nhân gục xuống và bất động. Không dừng lại ở đó, Cẩm tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với chị Thanh. Sau khi đã thỏa mãn thú tính, Cẩm kéo nạn nhân vào lán rồi phủ cỏ ranh, phóng hỏa phi tang. Gây án xong, Cẩm trở về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến khi người dân phát hiện hỏa hoạn hô hoáng, Cẩm cũng chạy theo đến lán nương của gia đình ông Xiển nhưng chỉ đứng xem. Ngày 25 tháng 2, khi công an khám nghiệm hiện trường, đối tượng này cũng theo người dân trong bản tới theo dõi. Đến khi bị bắt, hắn cũng không ngờ mình bị phát hiện nhanh đến vậy. Việc Cẩm chính là đối tượng giết người khiến người dân xã Chiền An vô cùng bàng hoàng, sửng sốt. Bản thân Cẩm tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã có hai đời vợ. Vợ thứ nhất sống với Cẩm được hơn 10 tháng sau đó ly hôn. Vợ thứ hai kết hôn với đối tượng và có hai con, nhưng rồi cũng không chịu nổi tính cách của Cẩm mà ly dị. Với hành vi tội ác đã gây ra, Lương Văn Cẩm đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!